Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, thứ năm ngày 23 tháng 2. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2023. Sáng nay, các đoàn lãnh đạo tỉnh đã đến thăm, chúc mừng các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đã đến thăm chúc mừng tập thể cán bộ y bác sĩ, Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Khánh Hòa và Bệnh viện Vinmec Nha Trang. Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Khánh Hòa đang quản lý 2.652 cán bộ theo quy định của Trung ương và Ban thường vụ Tỉnh ủy. Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ các đối tượng được thực hiện nghiêm túc. Năm qua, ban đã triển khai và tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác khám chữa bệnh cho cán bộ thuộc diện quản lý. Năm 2022, ban được trang bị mới một số máy móc, tuy nhiên cơ sở hạ tầng còn chật hẹp, kinh phí khám cho cán bộ còn hạn chế. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh ghi nhận những nỗ lực cố gắng của ban trong thời gian qua, mong muốn ban tiếp tục nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ. Tỉnh có chủ trương xây mới bệnh viện đa khoa tỉnh, có phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân và cán bộ tỉnh. Thăm tập thể cán bộ y bác sĩ bệnh viện Vinmec Nha Trang, ông Nguyễn Hải Ninh chúc mừng những kết quả mà bệnh viện đạt được. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc tốt đẹp tới tập thể cán bộ y bác sĩ, chúc bệnh viện luôn tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, có phần làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân địa phương và du khách. Đến thăm bệnh viện 22 tháng 12 và bệnh viện Quân y 87 tại thành phố Nha Trang, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng đội ngũ y bác sĩ của các đơn vị nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống của ngành y. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận sự nỗ lực đóng góp quan trọng của các bệnh viện trong công tác khám chữa bệnh, nâng cao tay nghề, chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ. Đồng thời, các đơn vị cũng đã chú trọng đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ nhằm cung cấp toàn diện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đồng thời, mong muốn các bệnh viện tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022 và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023, phát huy truyền thống trách nhiệm và y đức trong công tác khám chữa bệnh, tiếp tục đầu tư trang thiết bị kỹ thuật cao hướng đến nâng tầm cho bệnh viện trong thời gian tới. Ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế, Viện Pasteur Nha Trang. Tại buổi gặp mặt, sau khi nghe lãnh đạo các viện báo cáo tình hình hoạt động cũng như công tác nghiên cứu, ông Hà Quốc Trị ghi nhận sự cống hiến, nỗ lực hết mình của đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế cho công tác chăm sóc sức khỏe người dân, có những đóng góp nhất định cho công tác y tế an sinh trên địa bàn tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc lãnh đạo, cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế hai viện tiếp tục phát huy tốt những thành quả đã đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023. Vững tin yêu nghề, có nhiều sáng kiến, nghiên cứu trong lĩnh vực sinh phẩm y tế, có phần phục vụ vào công tác điều trị, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn. Hội chữ thập đỏ thành phố Nha Trang sáng nay cũng đã tổ chức kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 do Ban công tác quý 1 và ký kết giao ước thi đua năm 2023. Tại buổi lễ, Hội chữ thập đỏ thành phố Nha Trang đã đọc thư Bác Hồ gửi ngành y tế và thông tin một số kết quả nổi bật trong công tác hội. Trong quý 1 năm 2023, đã có hàng ngàn lượt người được tư vấn sức khỏe, khám bệnh, tặng quà và cấp phát thuốc miễn phí với tổng kinh phí là 146 triệu đồng. Vận động và thu nhận 711 đơn vị máu, đáp ứng nhu cầu nguồn máu khan hiếm trong cấp cứu và điều trị bệnh. Ngoài ra, toàn cấp hội đã vận động gần 8.400 suất quà trị giá khoảng 3,1 tỷ đồng, hưởng ứng phong trào Tết Nhân Ái năm 2023. Vận động sửa chữa 4 ngôi nhà tình thương trị giá 240 triệu đồng, hưởng ứng cuộc vận động mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Tổng giá trị hoạt động nhân đạo quý 1 năm 2023 ước tính đạt 3,6 tỷ đồng. Dịp này có 5 tập thể và 6 cá nhân được thành phố Nha Trang khen thưởng trong phong trào công tác hội. Các cơ sở hội trực thuộc Hội chữ thập đỏ thành phố cũng đã thảo luận và thống nhất các nội dung trong quy chế và ký kết giao ước thi đua năm 2023. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Sáng nay, Sở Xây dựng, đơn vị trưởng khối tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023, khối thi đua các sở quản lý nhà nước 2. Chín đơn vị thuộc khối thi đua các sở quản lý nhà nước 2 gồm Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Du lịch, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh. Tại hội nghị, đại diện chín đơn vị trong khối thi đua các sở quản lý nhà nước 2 đã thống nhất và ký kết giao ước thi đua năm 2023 với những mục tiêu gồm 100% tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ,
100% công đoàn cơ sở và 100% chi đoàn hoặc đoàn cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Cũng tại hội nghị, các đơn vị đã thảo luận và thống nhất nội dung quy chế hoạt động, đánh giá chấm điểm và bình xét thi đua năm 2023 của khối. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch số 513 của Bộ Công an về tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn. Đồng thời, sơ kết thực hiện kế hoạch số 273 của Bộ Công an về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Thực hiện cao điểm về tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Nha Trang đã tiến hành kiểm tra hơn 6.900 cơ sở trong khu dân cư do Công an cấp huyện và Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 9.800 tồn tại thiếu sót về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở, tạm đình chỉ và đình chỉ hoạt động với 4 cơ sở, cho ngừng hoạt động 83 cơ sở, thu hồi 2 giấy phép về an ninh trật tự. Ngoài ra, Công an thành phố cũng xử phạt vi phạm hành chính đối với 37 trường hợp với tổng số tiền trên 170 triệu đồng. Trong 6 tháng qua, Công an thành phố cũng tiến hành kiểm tra hơn 29.000 lượt đối với trường hợp hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại 6 khu dân cư có hẻm nhỏ, phương tiện chữa cháy khó tiếp cận. Thời gian tới, thành phố Nha Trang sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công tác tuyên truyền, hướng dẫn về an toàn phòng cháy chữa cháy tại hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn. Sáng nay, tại Trung tâm Huấn luyện Giáo dục Quốc phòng An ninh Trung đoàn 974, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã khai mạc hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác chính sách năm 2023. Trong 2 ngày, hội nghị triển khai học tập các chuyên đề, một số vấn đề cơ bản về công tác chính sách trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, chính sách thôi phục vụ trong quân đội và một số chế độ chính sách đặc thù trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, chính sách hậu phương quân đội và hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong quân đội hiện nay, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, hồ sơ thủ tục, quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu cán bộ của các cơ quan đơn vị nắm chắc nội dung cơ bản về nguyên tắc, thủ tục quy trình, các bước làm cơ sở cho việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện, lập hồ sơ đề nghị công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Cán bộ tham gia nắm những vấn đề mới của hoạt động công tác chính sách, qua đó thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Hội thi mô hình học cụ sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2023 vừa được Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân tổ chức. Qua đó đã cho ra mắt hàng trăm mô hình sáng kiến hiệu quả, áp dụng những công nghệ mới như công nghệ số, công nghệ mô phỏng, phi mạch, trí tuệ nhân tạo để nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ vùng biển đảo của Tổ quốc. Có 39 sản phẩm được lựa chọn từ vòng sơ khảo, trong đó có 20 mô hình, 15 sáng kiến và 4 phần mềm. Các sản phẩm dự thi đều được các tác giả, nhóm tác giả trực tiếp thuyết trình, vận hành sử dụng và trả lời phản biện. Theo đánh giá của ban tổ chức, cán bộ chiến sĩ đã tập trung rất nhiều công sức trí tuệ và có hàm lượng khoa học rất cao. Các sản phẩm dự thi đều có giá trị hiệu quả cao trong huấn luyện, mô phỏng sát với vũ khí, trang bị kỹ thuật, hình thái chiến thuật, ứng dụng được tiến bộ của khoa học kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện và bảo đảm kỹ thuật của lữ đoàn. Qua hội thi, lữ đoàn sẽ tuyển chọn và hoàn thiện những mô hình học cụ, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tiêu biểu, thiết thực, đưa vào phục vụ công tác huấn luyện và bảo đảm kỹ thuật, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Thưa quý vị và các bạn, được thành lập vào năm 2013, Câu lạc bộ Phụ nữ Hậu Phương Trường Sa, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh hiện có 60 thành viên. Mục đích ban đầu của câu lạc bộ là nơi để các chị em sinh hoạt định kỳ, động viên quan tâm lẫn nhau, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, trở thành hậu phương vững chắc để chồng con yên tâm làm nhiệm vụ nơi tiền tiêu tổ quốc. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, câu lạc bộ bắt đầu chú trọng hỗ trợ hội viên có việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống. Đây là một trong những mô hình hiện đang duy trì và phát huy hiệu quả việc tạo ra việc làm và thu nhập ổn định cho vợ con các chiến sĩ đang công tác ở quần đảo Trường Sa. Được thành lập vào đầu năm 2022, mô hình sơ chế yến xào hiện tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 35 chị em, chủ yếu là các hội viên đang sinh hoạt trong câu lạc bộ Phụ nữ Hậu Phương Trường Sa với thu nhập dao động từ 6 đến 10 triệu đồng một tháng. Ngoài thời gian chăm lo cho gia đình, này các chị còn có thể kiếm thêm nguồn thu nhập, trang trải cho cuộc sống. Là em có thể làm giờ hành chính ở đây, đưa đón con,
làm ở đây chúng em có thể là bán thêm, bán hàng online hoặc là có công việc gì đó thì vẫn có thể là xin chị Ngọc cũng tạo điều kiện hết sức cho chúng em ạ. Cơ sở Kiều Yến Phò Hậu Phương bên chúng tôi thì hiện tại đang đi vào hoạt động khá là suôn sẻ rồi, vì cũng có một thời gian là khởi đầu từ năm 2022 thì bắt đầu chuyển sang năm 2023 là cũng có một bước ngoặt, là cũng rất nhiều cơ sở lãnh đạo quan tâm, rồi các ban ngành cũng quan tâm nên hiện tại là lượng hàng đi cũng khá là đều. Mô hình Yến Xào Hậu Phương là một trong những mô hình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp theo chương trình đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, đề án 939 của Thủ tướng Chính phủ. Mặc dù cơ sở này được thành lập vào thời điểm dịch bệnh COVID-19 gặp không ít khó khăn, song cấp hội phụ nữ thành phố cũng đã chủ động hỗ trợ tìm kiếm liên kết đầu ra, cùng với việc chủ động tiêu thụ sản phẩm trên các sàn giao dịch thương mại điện tử và có thêm kênh bán hàng. Do đó, trong thời điểm dịch bệnh và đến thời điểm hiện tại, cơ sở vẫn hoạt động khá ổn định. Chúng tôi ở hội góc độ là Hội Liên hiệp Phụ nữ của thành phố thì cũng đã có những cái ý tưởng tạo điều kiện cho chị em được tiếp cận những cái mô hình để phát triển kinh tế. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Cam Ranh và câu lạc bộ Phụ nữ Hậu Phương Trường Sa tiếp tục tìm kiếm thêm một số mô hình sản xuất phù hợp với tâm tư nguyện vọng, điều kiện thời gian cũng như khả năng của các hội viên trong câu lạc bộ, với mục đích hỗ trợ càng nhiều chị em có việc làm, thêm nguồn thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Một bé trai 2 tuổi đã tử vong tại trường mầm non Bé Ngoan ở khu đô thị Vĩnh Điểm Trung, xã Vĩnh Hiệp vào hôm ngày 22 tháng 2. Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang cho biết, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi và không phát hiện dấu hiệu bạo hành, không có dấu hiệu sặc thức ăn hay dị vật. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm việc với các bên liên quan để điều tra nguyên nhân, làm rõ vụ việc. Theo thông tin từ phía gia đình, sáng ngày 22 tháng 2, bé NG, sinh năm 2021, trú tại khu đô thị Vĩnh Điểm Trung, được bà ngoại đưa tới trường mầm non Bé Ngoan. Đến 14 giờ cùng ngày, khi xem camera lớp học, bà ngoại không thấy cháu đâu, đã chạy qua trường thì phát hiện bé vẫn đang nằm tại lớp nhưng đã có dấu hiệu tím tái. Bé đã được các cô đưa tới bệnh viện để chữa trị. Tuy nhiên, khi đưa tới bệnh viện, các bác sĩ đã xác định bé đã ngưng thở trước khi được đưa đến bệnh viện. Thông tin về vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật ở những bản tin tiếp theo. Đến đây, chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.